Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển U21 Anh và U21 Israel. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của vòng bảng giải U21 châu Âu và sẽ được diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 25 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Và trận đấu này, theo đánh giá của trang 868 VIP đưa ra, thì các cầu thủ U21 Anh sẽ là những người được đánh giá của trên và sẽ chấp U21 Israel với mức kèo là 1,5, mức kèo phải tăng 1,75 và hạ xuống còn 1,25. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 2,5 và 3 trái tỷ kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là các bạn đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao, thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây thì các bạn sẽ được tặng ngay 100% ở lần nạp đầu tiên và ngoài ra thì các bạn sẽ được hoàn trả đến 125%. Chi tiết của trang thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này nha. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả để cập nhật thêm. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Thì trong quá khứ ở cấp độ đội tuyển U21 thì U21 Anh và U21 Israel cũng đã có một lần gặp nhau. Và lần gặp nhau đó thì U21 Israel đã giành chiến thắng trước U21 Anh với tỷ số là 1-0. Năm trận thi đấu gần nhất của U21 Anh thì U21 Anh thắng 3 và thua 2. Năm trận thi đấu gần nhất của U21 Israel thì Israel họ không thắng, họ chỉ hòa được 3 trận và để thua 2 trận. Và ở lần đối đầu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình sẽ chọn U21 Israel được chấp 1,5 hoặc là 1,75 nha. Vì sao? Mặc dù trận đấu này U21 Israel bị đánh giá của dưới, tuy nhiên thì nếu mà xét về thể lực và chiều sau đội hình ở lần chạm trán này thì U21 Israel họ ít nhiều gì cũng là một đội bóng có chút thực lực chứ không phải gọi là hoàn toàn quá yếu hơn là mấy so với U21 Anh đâu. Thứ hai đấy thì do mức kèo chấp trận đấu này nó cũng hơi cao. Nếu như trận đấu này mà hai đội kết thúc với một tỷ số hòa hoặc là U21 Israel có để thất bại trước U21 Anh với cách biệt là một bàn thì chúng ta chọn U21 Israel, chúng ta cũng vẫn thắng kèo. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước nhiều điều khi mà 90 phút chơi thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Mặc dù là Israel đang có phong độ không tốt, tuy nhiên thì lối đá của họ cực kỳ khó chịu. Đặc biệt là hàng thủ của họ chơi rất là kiên cố. Và biết đâu với hàng thủ đang chơi ổn định thời gian đây thì U21 Israel mới là những người tận dụng được tốt cơ hội và giành chiến thắng trước U21 Anh luôn thì sao. Cho trận đấu này, bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn U21 Israel được chắc nha. Khả năng thì cũng có thể là U21 Israel họ cũng sẽ thất bại trước tuyển Anh, tuy nhiên thì mình dự đoán là họ chỉ thất bại cách biệt một bàn. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 2,5 và 3 trái. Thì cái lần gặp nhau gần nhất của hai đội thì cũng chỉ có vỏn vẹn một bàn thắng được ghi mà thôi. Với lại là hàng thủ của Israel đang chơi tốt, còn đội tuyển Anh thì cũng khỏi phải bàn cãi rồi. Mình nghĩ trận cầu này cũng sẽ không có nhiều thắng ghi đâu các bạn. Vì đó sẽ là 1-0 nghiêng về cho U21 Anh, hoặc là hai đội sẽ cầm chừng nhau với số đầu hòa không và thắng, hoặc là một điều và cũng hay là 1-0 nghiêng về Israel cũng không chừng. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chắc là 0,5 và tài xỉu là 1,25. Vì đó hiệp 1 với lối đá khó chịu của mình và hàng phòng ngự đang chơi số đông cũng rất là hiệu quả, thời gian này thì có thể là Israel hiệp 1 họ cũng sẽ không thua đâu. Vì đó hiệp 1 hai đội hòa nhau không mà thắng. Hiệp 1 các bạn chọn Israel được chắc nha và đá xỉu 1,25 hoặc là ưu tiên đánh xỉu hiệp 1 không là được rồi. Tất bạn cho đó chốt kèo là chọn U21 Israel và xỉu ở hiệp 1 cũng vậy. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc anh em may mắn nha.